Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber. Các bạn thân mến, vừa qua Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kỷ niệm lần thứ 75 ngày thành lập. Trong lịch sử dài 3/4 thế kỷ đã qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lần lượt đánh nhau trực tiếp với 3 trong 5 nước có chân trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Pháp, Mỹ, Trung Quốc và làm tan rã toàn bộ quân đội của Tập đoàn Diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia chỉ trong chưa đến 1 tháng. Nhắc đến Quân đội Nhân dân Việt Nam, bạn bè thế giới nhớ ngay đến trận Điện Biên Phủ 1954 hay những chiến dịch Khe Xanh, Mậu Thân. Tuy nhiên, trong chương trình hôm nay, tôi muốn kể với quý vị về trận đánh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một trận đánh chẳng những mở đầu cho những chiến công hiển hách sau này, mà còn đặt nền móng cho nhiều nét đặc sắc quân sự Việt Nam, cũng như tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trận đánh đó là trận đánh Đồn Phai Khắt ở Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tháng 12 năm 1944. Phần tường thuật sau đây là tóm tắt dựa trên hồi ký từ nhân dân mà ra của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tháng 9 năm 1944, Bác Hồ về nước sau thời gian bị chính quyền Quốc dân Đảng bắt giữ giam cầm ở Trung Quốc. Sau khi quyết định dừng kế hoạch phát động khởi nghĩa ở Cao Bắc Lạng, Bác chủ trương thành lập một đội vũ trang tập trung, dùng hình thức vũ trang tuyên truyền để gây ảnh hưởng cách mạng trong quần chúng, từ đó mở rộng cơ sở và phát triển lực lượng. Từ chủ trương đó, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ra đời do đồng chí Võ Nguyên Giáp, lúc đó bí danh là đồng chí Văn, phụ trách. Bác yêu cầu trong 1 tháng sau khi thành lập, đội phải có hoạt động nhằm gây tin tưởng cho các chiến sĩ và gây truyền thống hành động tích cực nhanh chóng cho bộ đội. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, lúc 5 giờ chiều, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tuyên bố thành lập tại khu rừng nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám ở Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đội gồm 34 chiến sĩ với vũ khí ban đầu có 2 súng thập, 17 súng trường và 14 súng kíp. Để thi hành chỉ thị trong 1 tháng phải có hoạt động của Bác Hồ, đội bắt đầu bàn bạc kế hoạch tác chiến. Việc đầu tiên là lựa chọn mục tiêu tấn công. Hồi ký của tướng Giáp viết: có ý kiến nêu lên là không nên đánh vào những nơi có cơ sở của ta để tránh cho cơ sở bị địch khủng bố. Nhưng khi bàn, thấy đánh vào nơi không có cơ sở thì chuẩn bị sẽ rất khó khăn, không nắm được địch tình. Khi đánh thiếu sự giúp đỡ của nhân dân, khó bảo đảm thắng lợi. Chúng tôi nhận thấy trận đánh đầu tiên chỉ có thể thành công nếu đánh vào những nơi có cơ sở nhân dân thật tốt, giúp đỡ cho bộ đội chuẩn bị thật chu đáo. Các đồng chí tại địa phương có địch đóng đều yêu cầu cứ đánh, còn đối với sự khủng bố của kẻ địch, chỉ cần có một kế hoạch đề phòng cho nhân dân. Sau khi thống nhất tiêu chí để lựa chọn mục tiêu, thì vấn đề thứ hai cần bàn là đánh cách nào. Trận đầu ra quân cần chiến thắng và tránh tổn thất nặng nề về cả người và vũ khí, bởi vì lực lượng ban đầu còn mỏng manh, người ít, súng ít và đạn lại càng thiếu thốn. Qua bàn bạc thấy rằng, nếu đánh phục kích các đội quân lưu động của địch thì tương đối dễ giành thắng lợi, và bộ đội cũng đỡ bị tổn thất. Nhưng cũng lại thấy rằng đánh phục kích thì chỉ có thể thu được một số súng mà không giải quyết được vấn đề đạn dược. Bởi vì chỉ huy người Pháp vốn không tin ở binh lính người Việt. Khi đi tuần tiễu, chúng chỉ phát cho mỗi lính từ 5 đến 10 viên đạn. Về vũ khí lúc này, súng chưa quan trọng bằng đạn dược. Mặt khác, muốn đánh phục kích thì phải có thời gian mới gặp hoặc là tạo được cơ hội. Như vậy, sẽ không đáp ứng được yêu cầu về thời hạn trong 1 tháng phải có hoạt động. Cuối cùng, đội quyết định trong mấy trận đầu phải tập kích và đồn trại của địch để chiếm lấy đạn dược, mặc dầu đánh tập kích có khó khăn hơn. Trên cơ sở cân nhắc như vậy, đồn Phai Khắt và Nà Ngần trong vùng được đưa vào tầm ngắm để tổ chức trinh sát. Đồn Phai Khắt đóng ngay trong nhà đồng chí Lạc, một thành viên trong đội, cho nên có thể vẽ ngay được sơ đồ của đồn. Chỉ cần phái người đến đối chiếu lại là biết rõ địa hình. Tuy nhiên, việc trinh sát trước khi nổ súng không phải chỉ cần có sơ đồ là được, mà cần phải điều tra rõ cách bố trí sắp đặt trong đồn và quy luật hoạt động sinh hoạt của địch thì mới có thể xây dựng được kế hoạch tấn công hợp lý, chính xác. Công việc điều tra tình hình trong đồn Phai Khắt lúc đó dựa vào em bé liên lạc tên là Hồng, mới 12 tuổi. Ngày ngày Hồng phải mang bánh và rượu vào cho tên quan Tây trong đồn. Tranh thủ việc đó, Hồng đã lân la trò chuyện với lính địch, xem kỹ kho lương, kho đạn, nơi ăn, nơi ngủ, nơi canh gác, giờ giấc sinh hoạt tập hợp của địch. Đêm đêm, Hồng luồn ra khỏi lũy tre làng, đến báo cáo với đội.
Làng Phai Khắt thuộc xã Tam Lộng có khoảng 10 nóc nhà, nằm bên cạnh một con suối. Phía trước là cánh đồng rộng, sau lưng là những núi đồi lúp xúp. Đây là một làng hoàn toàn, tức là một làng mà tất cả nhân dân đều tham gia các hội cứu quốc. Dù địch khủng bố, nhưng không một ai bị lung lạc. Đồng bào vẫn giữ liên lạc và tích cực tiếp tế cho cán bộ hoạt động. Ở Phai Khắt, địch đóng trong làng và lập hai lớp hàng rào. Lớp ngoài, chúng bắt nhân dân thay phiên canh gác. Ở vòng trong là lớp canh gác của chính binh lính của đồn. Quân số tại đồn có khoảng gần 20 người do một đồn trưởng người Pháp chỉ huy. Hồng cho đội biết, trong khi ăn, bọn địch gác cả súng vào giá. Căn cứ vào những tin tức do Hồng cung cấp, đội nhận thấy có thể cải trang làm lính dõng của Châu đi tuần về để đột nhập vào đồn địch. Sau khi lọt vào trong đồn, sẽ chiếm luôn kho súng, bắt tất cả lính địch đầu hàng. Nếu chống cự, sẽ dùng vũ khí tiêu diệt. Đội cũng nhận định thời cơ hoạt động tốt nhất là lúc 5 giờ chiều, khi địch đang ăn cơm tối. Bởi vì lúc đó trời còn sáng, địch sẽ ít nghi ngờ việc có thể có kẻ cải trang làm lính dõng đến cướp đồn. Và sau khi đánh xong, nếu có kẻ báo lên Châu Nguyên Bình, thì cũng phải sáng hôm sau, địch mới có thể điều lính đến, nên sẽ có thời gian để thu dọn chiến trường và rút xa khỏi nơi đã hoạt động. Để thực thi kế này, đội đã đi mượn 30 bộ quần áo của những hội viên cứu quốc đang là lính dõng hoặc đã từng là lính dõng. Lại mượn thêm mấy bộ quần áo kaki để cải trang thành lính tập, vì những đoàn lính dõng đi tuần bao giờ cũng có lính tập đi kèm. Một thứ cần thiết nữa là phải làm tờ giấy đi tuần giả. Việc này tướng Giáp đã mượn máy chữ của báo Việt Nam Độc Lập để đánh máy, vì hồi đó những tờ giấy giới thiệu được đánh máy là loại giấy có giá trị. Để tạo thêm lòng tin, đội lại cắt khoai khắc thành một con dấu giả đóng đỏ chót bên cạnh chữ ký. Khi mọi công tác chuẩn bị hoàn thành, chiều 24 tháng 12, toàn đội lên đường chiến đấu. Trước khi từ trên núi xuống cánh đồng, đội tạt vào một khu rừng để cải trang thành lính dõng. Tối đó, họ tiến xuống cánh đồng Kim Mã ăn cơm và ngủ một giấc ngay trên bờ ruộng mới gặt. Nửa đêm, họ trở dậy, lặng lẽ kéo đến ẩn nấp trên quả núi phía sau lưng đồn địch khoảng 1 km. Suốt ngày hôm sau, bộ đội vẫn ở trên quả núi nhỏ sau làng Phai Khắt. Để giữ bí mật nơi trú quân, một số đội viên được cử mặc giả dân đứng canh gác các ngã đường. Những người này có nhiệm vụ cảnh giới, đề phòng trường hợp địch đem quân lùng sục lên núi thì thông báo cho đội biết mà rút lui. Nếu gặp dân làng lên núi kiếm củi thì khéo léo hướng dẫn họ đi sang hướng khác. Trong suốt ngày 25 tháng 12, đội tiếp tục cử người đi trinh sát bám sát tình hình đồn địch để kịp thời xử trí nếu có biến đổi. Đúng 5 giờ chiều hôm ấy, một toán lính dõng, đầu đội nón bọc vải xanh, vành trắng, mình mặc quần áo chàm, chân cuốn xà cạp, đi đầu là một viên đội xếp và hai lính khố xanh từ phía Châu Nguyên Bình tiến vào làng. Đến cổng làng, một người chìa giấy cho tên gác xem rồi chia thành ba toán đàng hoàng đi thẳng vào đồn của quan Tây. Theo đúng kế hoạch, sau khi lọt vào đồn, giải phóng quân lập tức một mũi đi thẳng vào kho súng, một mũi thì bao vây khu nhà binh lính ở. Kế đó, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 là Thu Sơn dõng dạc ra lệnh cho binh lính trong đồn tập hợp để đón quan ở trên Châu về. Khi 17 binh lính trong đồn xếp hàng ở giữa sân thì Thu Sơn tuyên bố: "Chúng tôi là quân cách mạng, anh em giơ tay đầu hàng sẽ không giết ai hết, giơ tay lên." Bị bất ngờ, tất cả binh lính địch trong đồn giơ tay đầu hàng. Tuy nhiên giữa lúc đó, một đồng chí canh gác trên đường đi Nguyên Bình phóng ngựa về báo rằng tên đồn trưởng người Pháp hồi sáng đi lên Châu đang trở về đồn. Đi cùng hắn có mấy tên lính không mang súng. Chỉ huy đội tính toán thấy phải xử trí nhanh và bắt nốt tên đồn trưởng. Họ đưa hết tù binh về phía sau đồn và buộc chúng phải yên lặng, nhanh chóng dọn dẹp và bố trí cảnh giới mai phục để bắt sống đối tượng. Tổ mai phục nằm ngay dưới mái hiên, đợi khi tên đồn trưởng vào tận nơi sẽ chĩa súng buộc hắn đầu hàng, quyết định bắt sống. Tuy nhiên đến khi tên đồn trưởng về đến nơi thì xảy ra bất ngờ. Khi hắn định xuống ngựa thì có tiếng thét giơ tay lên và đột nhiên một loạt đạn nổ khiến cả tên này và con ngựa trúng đạn ngã xuống đất. Thì ra chỉ huy đã không lường được là đội viên trong đội không nén được căm thù lúc nhìn thấy địch nên đã nổ súng. Súng nổ thu hút dân bản chạy tới. Trước tình thế biến chuyển ngoài dự liệu, chỉ huy đội xử trí bằng cách cho thu dọn chiến lợi phẩm, quét sạch chiến trường, lợn gà bát đĩa chăn màn thì phân phát hết cho đồng bào. Xác viên Tây đồn và con ngựa được đem chôn và xóa sạch vết máu trên sân.
nhân dân được dặn rằng, khi địch cho lính về tra hỏi thì chỉ cần nói, thấy có một đoàn lính Chân Châu về trong đồn, rồi thấy tất cả lính trong đồn kéo theo đoàn lính này đi đâu không biết. Mặt khác, đội cũng khuyên đồng bào cho nam nữ thanh niên tạm lánh đi để đề phòng địch khủng bố. Số tù binh trong đồn thì được dẫn tới một địa điểm khác nói chuyện. Sau đó, ai muốn theo cách mạng thì cho theo, ai muốn về quê quán thì cấp giấy cho về. Cuối cùng, họ để lại trước cửa đồn một mảnh giấy viết bằng tiếng Pháp. Chúng tôi đã cùng Việt Minh đi đánh Nhật rồi. Trong quá trình rút lui, đội cho một số người đi thẳng về phía Châu Nguyên Bình, đến một nơi khá xa làng mới đi vòng trở lại để làm lạc hướng theo dõi của kẻ địch. Còn bộ phận chủ yếu thì kéo xuống cánh đồng Kim Mã rồi rút lui tới một quả đồi thuộc xã Cẩm Lý cách Phai Khắt 15 km. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là diễn biến cơ bản của trận đánh đồn Phai Khắt. Trận đánh trên đây là trận đầu tiên đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thực hiện sau khi thành lập. Mặc dù trận đánh này chỉ là đánh vào một đồn đơn lẻ có gần 20 người canh giữ và lực lượng tấn công cũng chỉ có khoảng 30 người và lại sử dụng hình thức kỳ tập. Tuy nhiên diễn biến của nó từ lúc lên kế hoạch cho đến thực hành tấn công đã mang đầy đủ công thức tác chiến của quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở tìm hiểu trận đánh đầu tiên này và so sánh với những trận đánh và chiến dịch sau này của quân đội nhân dân Việt Nam, quý vị sẽ thấy rõ cách tư duy làm chiến tranh của quân đội ta. Vấn đề này tôi sẽ xin tiếp tục bàn thêm trong các chương trình sau. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.